tất cả các bạn học sinh đến với môn thể dục 4, giáo viên nhiệt tình hơn. Và ở tuần thứ 5, tiết thứ 9, các bạn sẽ cùng học đổi chân khi đi đều sai nhịp. Trò chơi bịt mắt mắt dê. Và ngay bây giờ thầy mời các bạn chúng ta cùng xem thầy thực hiện động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp và các bạn cùng làm theo nhé. Thầy mời các bạn chúng ta hãy cùng xem thầy thực hiện đổi chân khi đi đều sai nhịp. Và đi đều đúng nhịp thì nhịp 1 các bạn rơi vào chân trái, nhịp 2 các bạn sẽ rơi vào chân phải. Và khi các bạn đi sai nhịp thì nhịp 1 các bạn bị rơi vào chân phải, nhịp 2 chân trái. Để các bạn sửa lại như sau. Ví dụ nhịp 1 các bạn rơi vào chân phải, 1, 2 thì các bạn đổi chân như sau. Các bạn sẽ dặn chân đó lại 2 lần, đồng thời các bạn sẽ nhít lên. 1, 2, thì nhịp các bạn sẽ trở lại bình thường. Hãy sẽ thực hiện động tác kỹ hơn cho các bạn xem. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thì để đơn giản hơn thì ta các bạn lúc đổi chân thì các bạn giữ im, không nhít ra. Ví dụ 1, 2, 1, 2. Và hãy sẽ thực hiện kỹ hơn nữa cho các bạn xem. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. Và đó là cách các bạn đổi chân khi đi đều sai nhịp. Và chúc các bạn chúng ta thực hiện thành công nhé. Trò chơi bịt mắt bắt dê. Như tuần trước thầy cũng đã hướng dẫn các bạn về cách chơi trò chơi bịt mắt bắt dê. Thầy xin thông qua cách chơi và hẹn mời các bạn chúng ta cùng đến với thực hành trò chơi bịt mắt bắt dê. Mời các bạn chúng ta hãy cùng xem lại thầy thực hiện trò chơi bịt mắt bắt dê này nhé. Xin chào các bạn. Mời các bạn chúng ta hãy cùng đến với trò chơi bịt mắt bắt dê, quá quen thuộc với các bạn rồi đúng không các bạn? Ở trò chơi này các bạn sẽ quấn tù tì với nhau và chọn ra hai hoặc là một bạn đứng ở vị trí tâm của vòng tròn và các những bạn còn lại sẽ đứng bao quanh chạy xung quanh của người bịt mắt. Và người bịt mắt chúng ta sẽ dùng một cái khăn mỏng, chúng ta sẽ gấp lại chứ không phải là này nha các bạn, cái này không thể nào nhớ bạn. Và chúng ta sẽ bịt mắt của mình lại và chúng ta sẽ đi vòng. Và các bạn bịt mắt sẽ hô đứng lại thì các bạn đứng lại thì các bạn bịt mắt sẽ đi dò tiền các bạn và chạm vào người bạn, và người bắt chạm vào người nào thì người đó sẽ thua và đứng thế và vị trí bịt mắt. Và trong thời gian đứng lại các bạn cũng có thể tạo ra tiếng lệnh để đánh lạc hướng của bạn bịt mắt. Và nếu em bịt mắt chưa bắt được bạn nào thì bạn bịt mắt có thể hôn bắt đầu thì các bạn khác cũng sẽ tiếp tục chạy xung quanh của bạn. Và chúc các bạn chúng ta thành công với trò chơi này nhé. Và thầy chúc các bạn có một tuần thật là vui vẻ. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. Và thầy mời các bạn chúng ta hãy cùng xem. Và thầy mời các bạn chúng ta hãy cùng ôn tập lại động tác quay sau đi đều bên phải bên trái và đổi chân khi đi sai nhịp. Mời các bạn chúng ta hãy cùng xem thầy thực hiện động tác. Lần sau, quay nghiêm đi đều, bước 1, 2 vòng bên trái, bước 1, 2 vòng bên phải, bước 1, 2 lại, đứng 1, 2. Và tiếp theo là động tác khi các bạn đi đều sai chân sai nhịp. Đi đều, bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, đứng lại. Đứng 1, 2.
và thầy chúc các bạn chúng ta cùng thực hiện thành công nhé. Và ngay bây giờ thầy mời các bạn chúng ta đến với trò chơi bỏ khăn và cách chơi thầy cũng đã hướng dẫn ở các cái trước. Và ngay bây giờ thầy mời chúng ta hãy cùng đứng lên và cùng thực hiện chung với gia đình của mình nhé. Và trước tiên các bạn chúng ta cùng thực hiện chung với gia đình của mình. Thầy mời các bạn hãy cùng xem thầy thực hiện lại trò chơi này nhé. Thầy mời các bạn cùng xem thầy thực hiện trò chơi bỏ khăn. Và nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị đó chính là một chiếc khăn. Và chúng ta sẽ tạo thành một nhóm hoặc nhiều nhóm, và một nhóm như vậy có thể là có từ 3 đến 10 bạn hoặc chúng ta chơi cả lớp. Chúng ta sẽ ngồi thành một vòng tròn và cả tổ chúng ta sẽ bầu ra một người để giữ chiếc khăn, hoặc chúng ta quấn từ từ để tìm ra người giữ khăn này. Và bạn giữ khăn này sẽ đi xung quanh vòng tròn, và trong lúc bạn đi thì cả lớp chúng ta đều đồng thanh tập to nhắm mắt lại, bỏ khăn, khăn bỏ, khăn nổi, khăn chìm, ba cô bốn chú đi tìm cái khăn. Thì trong lúc này bạn giữ khăn sẽ dùng khăn này nè, chúng ta sẽ đặt sau lưng, vị trí sau lưng của một bạn nào đó bất kỳ, và bạn đó sẽ nhặt cái khăn này, chúng ta đứng lên và chúng ta đuổi theo bạn bỏ khăn, và chúng ta sẽ dùng tay chạm vào bạn bỏ khăn thì bạn bỏ khăn sẽ tiếp tục giữ cái khăn này và chúng ta đi vòng tròn. Và nếu các bạn không chạm được vào người bỏ khăn thì các bạn sẽ giữ cái khăn này, chúng ta sẽ đi tiếp một vòng tròn. Và đồng thời trong lúc này tất cả các bạn trong vòng tròn đều đọc to câu đồng dao mà thầy đã chỉ cho các bạn, và thầy chúc các bạn thực hiện trò chơi này thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thầy yêu cầu các bạn chúng ta ôn tập lại bài cũ và ôn tập tập hợp